rốt cục đời người sống là vì điều gì? Ý nghĩa thật sâu sắc. Ai thấu được sẽ bình an. Mỗi người chúng ta đều chỉ có một cuộc đời, nhưng mà không phải ai cũng hiểu được ý nghĩa của cuộc sống là gì. Nếu sống mà không biết ý nghĩa thực sự của sinh mệnh thì chẳng khác gì một con thuyền lênh đênh, mất hướng trên biển lớn trong một bóng đêm dày đặc, vĩnh viễn không biết mình sẽ trôi về hướng nào. Loay hoay trên con đường đi tìm ý nghĩa của cuộc sống. Mỗi một sáng thức giấc, đã bao giờ bạn cảm thấy hoang mang và tự hỏi rằng tại sao mình được sinh trên đời này? Mình sinh ra để trở thành cái gì? Cuộc sống này có ý nghĩa gì hay chưa? Đôi khi con người ta phải đi hết một đời người, chăn trả cả một đời chỉ để tìm một đáp án cho một câu hỏi hay là một lời giải thích cho khái niệm trừu tượng mang đầy tính triết lý mà cũng rất mơ hồ. Ý nghĩa của cuộc sống là gì? Và rồi cũng có không ít những người đã lạc bước trên con đường tìm kiếm ấy, nhưng mà cũng có nhiều người lại tìm được câu trả lời cho riêng mình. Đó là khi họ đã được thành công, đã được sự hoàn thiện và reo lên: tôi sinh ra là để chiến thắng. Rốt cuộc tôi đã tìm thấy rồi. Ý nghĩa của cuộc sống chính là sự hoàn thiện. Nhưng đó có phải là câu trả lời chung cho tất cả mọi người không? Trường Đại học John Hopkins tại Hoa Kỳ từng đã làm một cuộc điều tra thống kê 7.948 sinh viên thuộc 48 ngôi trường đại học trên cả nước với một câu hỏi: mục tiêu quan trọng nhất trước mắt của bạn là gì? Kết quả là 16% sinh viên trả lời là kiếm thật nhiều tiền. 78% sinh viên trả lời mục tiêu chủ yếu của họ hiện nay là tìm được mục đích và ý nghĩa của cuộc sống. Vậy thì còn bạn? Bạn đã tìm ra được ý nghĩa cuộc sống của mình là gì chưa? Người hiểu được ý nghĩa của cuộc sống mới có thể sống thật. Năm 1942, Viktor Frankl là một bác sĩ tâm thần người Áo đã bị nhốt giam ở trại tập trung Auschwitz, nơi được coi là địa ngục trần gian, do Đức Quốc xã lúc bấy giờ xây dựng ở Ba Lan để hành hạ và sát hại dã man người Do Thái trong Thế chiến thứ hai. Tại nơi này, những chuyến tàu vận chuyển đã đưa người Do Thái từ khắp mọi vùng lãnh thổ châu Âu do Đức chiếm đóng đến các phòng hơi ngạt của Auschwitz, nơi mà họ bị giết bằng thuốc trừ sâu Zircon B. Trong lần phán quyết đó, có 90% những người bị bắt phân sang bên chuyến tàu ở bên trái, trực tiếp bị đưa đi thiêu hủy, mà Frank lại may mắn được phân sang chuyến tàu bên phải, cho nên còn được sống sót. Trong 3 năm bị ác mộng, bị giam giữ, phần lớn những tù nhân này đều chết dần chết mòn bởi vì đói quá, bệnh tật hoặc là tuyệt vọng. Tuy nhiên hầu như ai cũng từng vô số lần nghĩ tới ý định tự sát. Ý định đó sinh ra khi hoàn cảnh tuyệt vọng thời thời khắc khắc bao trùm các phòng giam, tạo nên một không khí chết chóc, không chút sức sống. Một khi mất niềm tin, ngọn lửa sinh mệnh của mọi người cũng sẽ sớm chập chờn và tắt. Khác với những người buông tha sinh mệnh của mình vì không còn chút hy vọng gì trong tương lai, Frank lại luôn nhớ tới vợ của mình. Ông ôm niềm khát vọng mãnh liệt một ngày nào đó được ra khỏi đây, gặp lại người vợ thân thương của mình. Khi đó Frank mới hiểu ra rằng tình yêu chính là mục tiêu cao nhất mà con người ta luôn theo đuổi cho tới tận cuối cuộc đời. Ông còn ấp ủ mong muốn sau khi chiến tranh kết thúc sẽ giảng giải những bài học về tâm lý cho những người ở trong trại tập trung này,
giúp được càng nhiều người thì càng tốt. Cứ thế, ở nơi chốn ngục tù tăm tối, Frank đã tìm ra được ý nghĩa cuộc sống của mình. Chính điều đó đã giúp cho ông thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn, gian khổ lúc đó. Con người ta, một khi mất đi lòng tin vào tương lai, mất đi ham muốn về tinh thần, thì nhất định sẽ chẳng thể nào tồn tại. Sống mà như một cái xác vô hồn như thế, thì làm sao có thể gọi là sống thực sự đây? Nếu như sống mà không biết ý nghĩa cuộc sống thật sự là gì, chẳng khác nào một con thuyền lênh đênh trên biển lớn trong bóng đêm dày đặc, vĩnh viễn không biết sẽ trôi về đâu. Chỉ khi xác định được mục tiêu cho tương lai, biết được mình sống để làm cái gì thì mới có thể tạo ra sức mạnh để ta có thể chiến thắng mọi sóng gió, thử thách của cuộc đời. Rốt cuộc, ý nghĩa của cuộc sống là gì? Ý nghĩa của cuộc sống không có một câu trả lời duy nhất, bởi vì số mệnh của mỗi người đều đặc biệt theo một cách khác nhau. Cho đến nay, vẫn chưa có một ai, một ngôn ngữ hay là một cuốn từ điển nào giải thích được trọn vẹn khái niệm này. Mỗi một người chỉ có thể tự đưa ra cho mình một đáp án riêng biệt. Có phần lớn nhiều người nghĩ rằng ý nghĩa của cuộc sống chính là nằm ở sự hoàn thiện hay thành công. Những điều quá mức hoàn hảo, không cần thêm, bớt hay là sửa chữa gì nữa. Đó có thể là những ý tưởng, những mục tiêu đạt được một cách trọn vẹn, hay là những công việc được hoàn thành xuất sắc. Nếu như coi đời người là một hành trình, thì có lẽ sự hoàn thiện thành công chính là cái đích, là điều mà ai cũng muốn hướng tới, bởi vì bản chất của con người là không ngừng vươn lên. Nhưng mà cái đích đó đâu phải là thứ dễ đạt được đâu. Muốn đi được tới đích, có ai mà không phải trải qua những hành trình đi rồi vấp ngã, đứng dậy, đi lại tiếp tục vấp ngã, tiếp tục đứng dậy. Đôi khi có người lạc lối, đôi khi cứ ngỡ ra đã tìm được nhiều điều mình muốn, nhưng thực ra lại chưa phải. Điều quan trọng là hãy xác định cho mình một mục tiêu trong cuộc đời. Nếu như trong cuộc sống của bạn có một nhiệm vụ đang chờ bạn hoàn thành, thì nó sẽ trở thành động lực luôn thôi thúc bạn. Một khi có động lực rồi, thì ý chí theo đuổi ý nghĩa cuộc sống cũng được sinh ra từ đó. Tuy nhiên, không nên truy hỏi đến cùng rằng ý nghĩa thực sự cuộc sống là gì, bởi vì ý nghĩa đó đối với mỗi người vào một mốc thời gian lại là khác nhau. Mỗi người sống trên đời này đều có sứ mạng của riêng mình. Đối với sinh mệnh của mình, việc duy nhất mà ta có thể làm là gánh vác trách nhiệm của chính mình, bởi vì trách nhiệm chính là để cho bản thân tồn tại của con người. Làm thế nào để tìm ra ý nghĩa của cuộc sống? Ý nghĩa của cuộc sống luôn thay đổi không ngừng, nhưng sẽ không bao giờ biến mất. Nếu muốn tìm ra ý nghĩa của sinh mệnh, nhất định phải tìm từ trong hoàn cảnh mà bản thân đang vướng mắc, không phải dựa vào suy tính của nội tâm. Có 3 phương pháp để tìm ra ý nghĩa cuộc sống như sau. 1. Thông qua việc khám phá hoặc là xử lý một công việc nào đó, tạo ra thành tựu hoặc thành công thực tế. Thông qua trải nghiệm từ một vấn đề hoặc là đối mặt với một người, trải nghiệm về chân, thiện, mỹ của cuộc đời hoặc là yêu một ai đó. Thông qua thái độ lựa chọn khi phải đối mặt với khó khăn không thể né tránh, tìm ra ý nghĩa của gian khổ. Thứ chúng ta nên quan tâm không phải là đạt được hạnh phúc hay tránh né được đau khổ, mà nhìn thấy ý nghĩa thực sự của cuộc sống khi bước tới đường cùng. Nếu như những khổ đau trong cuộc sống không thể tránh khỏi, vậy thì chúng ta không nên cảm thấy xấu hổ với những điều bất hạnh, không nên tức giận chất vấn ông trời, vì sao lại là tôi. Ngược lại, hãy dũng cảm đối mặt với những khiêu chiến của cuộc đời mình, đồng thời luôn ghi nhớ ý nghĩa cuộc sống đến phút cuối cùng. Giống như Frank Nietzsche đã từng nói, những gì không giết chết được ta
sẽ khiến cho ta mạnh mẽ hơn. Những đau khổ mà bạn đang trải qua trong cuộc sống chưa chắc đã là vô nghĩa. Dù rơi vào tuyệt cảnh, đối mặt với số mệnh không có cách nào thay đổi, bạn vẫn có thể tự mình vượt qua, dùng chính tuyệt cảnh đó để thay đổi chính mình. Như vậy sinh mệnh vẫn còn nguyên ý nghĩa ban đầu. Có người từng nói, bất kỳ thứ gì trong cuộc đời đều có thể sẽ bị tước đoạt, nhưng mà thứ duy nhất được tự do đến tận cùng chính là nhân tính. Cũng chính là thứ tự do mà con người được quyền lựa chọn thái độ và cách sống của mình trong mọi hoàn cảnh. Tự do ấy không bao giờ có thể bị tước đoạt. Hãy nhớ, cuộc sống của bạn là do bạn định đoạt. Hy vọng bạn sẽ sớm tự tìm được ý nghĩa của cuộc sống cho riêng mình.